Mời em ngồi vào. Rồi, ngồi xuống đi cưng. Em cảm ơn chị. Rồi, chị mở mặt nạ giùm em luôn nha. Tháo mặt nạ luôn em trai ơi. Rồi, đẹp rồi. Và chương trình, em xin chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ bên kia. Em tên Nguyễn Minh Tấn, năm nay em 39 tuổi. Nghề nghiệp làm thầu điện, xây dựng điện gia dụng. Em có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nên hôm nay em tham gia chương trình để rồi tìm. Nhưng mà bây giờ là hiện giờ từ từ cứ vô cái chuyện tình yêu, từ từ mình vô nè. Bây giờ Tấn là quê ở đâu? Dạ, quê của em thì ở Gò Công, Tiền Giang. Còn em hiện tại bây giờ đang ở quận 8. Bây giờ mời bạn gái giới thiệu tên tuổi của mình nè. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào khán giả và chào anh đối diện. Em tên là Hoàng Thị Ái Ly, em sinh năm 1983. Bà nghề nghiệp của em là uống tóc nữ. Quê em ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bây giờ mình làm là mình làm cho người ta hay là tiệm của mình? Dạ, tiệm của em. Rồi, kể tiếp câu chuyện hồi nãy anh mới nói đi nè. Hiện tại mình đã gãy đổ một lần rồi đúng không? Dạ. Cái mối hôn nhân đó là bao lâu, cách đây bao lâu rồi? Được 10 năm rồi. 10 năm rồi, mình có cháu nào chưa? Đưa cháu trai 18 tuổi. Đang sống với mẹ hay là đang sống với bà? Đang sống với bà, là xưa giờ em nuôi luôn, gà trống nuôi con luôn. Dạ. Wow. Rồi vậy mình có còn liên lạc gì với mẹ của cháu không? Dạ không. Em không có còn liên lạc nữa. Rồi mẹ cháu cũng không có thăm cháu luôn hả? Thì cũng lâu lâu, lúc trước thì có về thăm, mà lúc này không có về. Hai cha con ở với nhau thôi? Chia có mẹ với. À, mẹ của em? Dạ. À, vậy là cũng có bà nội lo cho cháu cũng đỡ đúng không? Lúc em đi công việc thì nội lo đúng không? Dạ, dạ, dạ. Rồi, cho chị hỏi một tò mò một xíu là cái hôn nhân đó mình quen được, mình ở với nhau được bao lâu thì mình gãy đổ? 8 năm chị. 8 năm có một mặt con. Lý do gì lại gãy đổ vậy em? Dạ, vợ em có người khác cho nên không có giải quyết được rồi, cho nên em chia tay ly hôn với nhau. Nhưng mà em có hiểu cái lý do vì sao mà người ta có người khác không? Người ta có bao lâu mình mới phát hiện được? Có đi làm rồi xong rồi cặp bồ, cặp bạn thì em không có biết. Rồi xong cuối cùng em mới phát hiện trong tin nhắn rồi mới biết là như vậy. Rồi em kêu ba mẹ qua nói chuyện với nhau. Rồi giải quyết không có được rồi thôi. Rồi của lúc mà ly dị là em dành nuôi con hay là tại vì cô ấy không muốn nuôi con? Tại em cũng muốn nuôi con mà cô ấy nó đi qua bên nước ngoài làm thì cũng không tiện đem con theo được. Hiện giờ cô sống nước ngoài rồi? Bây giờ cô qua nước ngoài có chồng khác rồi. Rồi chị hiểu rồi. Rồi suốt bao nhiêu năm nay là tại sao em không đi bước thêm bước nữa lúc mà cháu nó còn nhỏ mà để tới bây giờ? Hồi 2016 em cũng có tính tới tiền hôn nhân nhưng mà tới đó rồi thấy không hợp với nhau rồi nên em không có tính tới nữa. Hoàn cảnh mình thì sao Ly? Dạ em cũng từng kết hôn năm 2014. 2014? Dạ. Và em tính cả thời gian ly thân là được 3 năm rồi đó chị. Bây giờ đã ly dị chưa? Dạ rồi. Mà mình ở chung với nhau được mấy năm? Dạ khoảng 4 năm. Khoảng 4 năm. Coi như là 4 năm sống chung, 1 năm ly thân. Rồi ly dị tới nay là thêm 3 năm nữa rồi. Dạ. Mình có cháu nào không? Dạ thưa chị, em có hai bé trai nhỏ. Hai bé trai mấy tuổi cưng? Dạ đứa lớn 5 tuổi rưỡi, đứa nhỏ 3 tuổi rưỡi. 5 tuổi rưỡi, đứa nhỏ là 3 tuổi rưỡi. Rồi ai nuôi cháu? Dạ, tòa sử thì mỗi người nuôi một cháu. Nhưng mà em thì em vẫn dành là nuôi hai. Nhưng mà bên ba thì không chịu. Nhưng mọi người nuôi một đứa nhưng mà ba thì lại không có nuôi được á. Bởi vì ba đi làm công trình đó chị. Vì ba để em nuôi thì ba phụ cấp. Có nghĩa là giờ em vẫn nuôi hai cháu và bên ba của cháu là phụ cấp. Dạ. Dạ, rồi ba có thường thăm nom này kia thường xuyên không? Dạ, cũng hiếm lắm chị. Bây giờ ảnh có người mới chưa? Dạ rồi, ảnh... Có những cái chuyện mình vẫn chưa thể cho qua được hay sao em? Dạ lúc em có bầu á là ảnh đã ngoại tình 6 tháng trước đó. Dạ trước cái cuộc hôn nhân của em á nó cũng có nhiều mâu thuẫn á chị. Rồi em vì thương con rồi cố gắng chịu đựng á chị để cho con mình nó lớn thêm một chút nữa. Cứ như vậy rồi kéo dài tới lúc mà em phát hiện ra ảnh ngoại tình á thì có thêm có động lực để cho em thôi luôn. Nhưng mà thì hỏi thiệt sự là đến giờ phút này thì em đã nguôi ngoai cái câu chuyện đó chưa? Em ít khi em nghĩ, tại vì mỗi lần em nghĩ thì em sẽ rất là buồn. Mà tự nhiên sau hôm nay chị hỏi thì tự nhiên em lại nghĩ như vậy không biết nữa.
À, chứ bình thường là mình không còn nghĩ tới nữa, phải dạ, không? Đúng rồi chị. Phải mình lo cho con là chủ dạ, yếu rồi. Lo cho con nhỏ. Chị nghĩ em vừa làm việc, vừa chăm hai bé, có thời gian đâu chị. Bận rộn lắm. Nhưng thật ra mình phụ nữ mình bị đưa vào cái thế là mình phải mạnh mẽ. Chứ thật sự thì trong sâu thẳm ai cũng rất là dễ bị tổn thương. Dạ đúng rồi. Và cũng có cái cần người chia sẻ. Giống như khi chị hỏi là đúng là cái nỗi niềm của em thì út ức nó như vậy thôi. Chứ còn thật sự chị biết khi đã nguội lạnh và khi em đã đăng ký tham gia chương trình thì tất nhiên cái câu chuyện đó dạ, đúng nó rồi. Cũng chẳng còn cái gì. Chính xác luôn. Với lại người đó cũng không còn xứng đáng với mình nữa. Người ta dạ, đã có cái rồi, người chị. Khác trong cái lúc mình đang mà vượt cạn, đang cái lúc khó khăn nhất thì người ta cũng đã không còn cái tình cảm với mình. Đúng không em? Dạ đúng thôi rồi. Thì bây giờ cái đó là cái số phần của mình thôi, mình chịu và mình sống vì cái tương lai, hy vọng vì cái tương lai nó tốt đẹp hơn. Và trước mắt là mình làm những gì tốt nhất cho hai đứa con của mình là được rồi. Dạ đúng không em? Em cũng mong như vậy đó chị. Ừ. Dạ. Em ơi đừng khóc em ơi. Rồi em phải nói lớn cổ mới nghe chứ cách nhau qua cái dạ, tim mà. Dạ nghe rồi. Nói đi. Em ơi đừng nha. Khóc em ơi. Nãy giờ chị mới thấy em cười luôn á trời. Cười là tươi lên, nhìn lên có gì mà cứ nhìn xuống không vậy? Nhìn lên cho đời nó tươi lên cưng, nhìn xuống nó xuống dốc à. Em dặn lòng là sẽ không bao giờ em khóc, không hiểu tại sao hôm nay chị kể cắt đường khóc đã đi em. Không có vấn đề gì đâu. Hay mình có muốn kể câu chuyện gì của mình nữa không? Rồi lúc trước thì em cũng có quen một mối tình ở bên Facebook. Rồi quen cũng được hơn năm mấy. Là sau khi ly dị vợ đó ha. Dạ, quen được năm mấy rồi người đó đi lấy chồng. Rồi xong em mới buồn. Em mới quen qua bên Zalo được cô đó là tính chuyện 2016 á, chuẩn bị đám cưới, chụp hình cưới rồi. Rồi xong cái mà thấy tình trạng mà ghen, em ví dụ em tới cái chỗ cửa tiệm chơi á, thì cũng người đó cũng làm tóc. Rồi em hỏi thăm em gái này kia rồi nay đi đâu chơi gì đó. Em hỏi thăm mấy bạn nhân viên á hỏi sao? Hỏi em của người đó. À hỏi em của người giống đó. Như là anh gửi hỏi thăm em vợ đi. Đó mà hỏi thăm cũng không được nữa mới nói. Nếu mà hỏi đi kiếm nó hỏi đừng hỏi tôi. Mà vậy bạn gái em cũng ghen nữa là dạ, cũng không rồi. Có hỏi luôn. Dạ. Cả em gái mình cũng không được hỏi luôn. Dạ đúng rồi. Mà chụp hình cưới rồi luôn. Dạ chụp hình cưới rồi luôn. Rồi cuối cùng chia tay luôn. Là 2 tháng mấy nữa là cưới. Ai là người quyết định thôi? Người đó nói chuyện nói lời chia tay trước. Sao ngộ vậy kỳ vậy em, đã quyết định phụ nữ mà đi tới cái quyết tại định vì cái lời nói mà chia tay đó người ta khó nói lắm. Đúng rồi sao mà người đó nói được. Em có tìm hiểu cái nguyên nhân sâu xa là tại vì sao không? Thì nói chung là người đó nói là chia tay còn không gì nữa, nói đem cái hình chụp hình đám cưới á mà đem đi dục võ gác mày kia đầu rồi thôi em tức quá thôi là thôi luôn. Dạ. Cũng không hỏi nguyên nhân hay là người ta cũng có người khác nữa hay là người ta thì không vừa lòng cái vợ em là, em là khi mà chia tay rồi á là em không có cưới nữa, em hủy bỏ cưới á. Người đó có đi lấy chồng khác đó. Nhưng bây giờ chị hỏi thiệt nè, có bao giờ em tự ngồi em suy ngẫm hay em chiêm nghiệm lại hay là mình có một cái điều gì đó mình chưa tốt hay cái gì đó mình quan tâm cái người phụ nữ của mình chưa đủ hay là như thế nào khiến cho người ta như vậy hay không? Có khi nào em suy nghĩ đến điều đó chưa? Tại vì người đó thì ghen tuông này kia rồi em không chịu được cái cảnh đó. Ví dụ đi ăn uống rồi tính toán với ví dụ chồng như là chồng sắp cưới của mình rồi. Tính toán là sao em? Chị chưa hiểu tính toán là sao? Nói chung là bữa đó là người đó nói là với em là hôm nay đi ăn lẩu dê em bao. Rồi xong cái đi sách được có 200.000 à. Rồi mà đưa trong đó ăn thì tới 270.000. Cái em mới tức nói ủa sao rủ đi ăn mà sao còn kêu anh trả tiền thêm. Tại vì em nói ví dụ bây giờ mình nói được á, mình đi dẫn đi bao thì mình nên nói, còn dẫn không được thì đừng nên nói. Em bao cũng được nữa, mà tại vì em tức cái lời nói như vậy. Có gì đâu tức, trời ơi cái chuyện nó đơn giản muốn chết. Bây giờ vợ sắp cưới của em rồi thì em dẫn vợ em đi ăn chuyện bình thường thôi. Thì đúng rồi em dẫn ăn bình thường, nhưng mà có cái là vợ nói thử mình thử cái lòng người ta lòng như thế cái nào gì, thôi. Nhiều khi người ta nè chị đây, chị không có binh cái người đó, nhưng mà chị nói thiệt luôn. Thí dụ chị mà thích cái anh nào, hoặc là chị đang có bạn trai mà cái bạn trai chị hơi bị không có được chủ động, hoặc là bạn ấy quên đi lo công việc gì đó mà không bỏ bê chị, không có rủ chị đi ăn đi uống đi chơi, mà chị nhớ bạn trai chị thì chị mới gọi điện hoặc là chị nhắn tin, chị tạo một cái cớ thôi. Anh, hôm nay em đi quay ở nhà hàng Phiêu Bừ đó, nhà hàng này có món ăn ngon lắm. Tối nay em bao anh. Giống như thật sự luôn. Bữa nay chị Tường quay đây nè. Hồi nãy Tường cũng có gọi điện cho bạn Tường luôn. Ở đây nhà đồ ăn này ngon lắm. Bữa nào Tường bao mình đi ăn ở đây nha. Là người phụ nữ họ rủ, họ nói họ bao thôi.
nhưng mà Tường chưa bao giờ trả tiền. Tường bao, nhưng mà khi mà cái người đó đồng ý đi với mình thì người ta tới người ta ăn ta vẫn trả tiền à. Đối với chị Tường, đối với chị là nam phải trả tiền cho nữ là chuyện bình thường. Dạ đúng rồi, mà mấy lần trước á đi ăn em cũng trả tiền bình thường, nhưng mà em thử cái lên bực kỳ này coi người đó có nói cái lời nói có đúng như vậy không. Nhưng mà người ta ép em, ép người ta bao em hay là người ta tự động người ta nói người ta bao? Người ta tự động rủ em đi ăn. Vì là người, người ta nhớ em, người ta muốn kêu em đi ăn đó. Không có đâu, tại vì em nói rủ đi ăn thì nói đại ấy đi rồi để em khỏi có ấy. Vậy là bữa đó em cũng không có chuẩn bị, không có đem tiền theo hay sao? Em có đem theo tiền luôn. Rồi cuối cùng em có trả không? Em tức một cái là rủ nói rủ lại đi ăn á mà cứ kêu anh trả tiền cho thêm nữa. Rồi cuối cùng là bữa đó ai 270 đó là ai trả? Em bù vô thêm 70.000 nữa. Trời ơi trời. Rồi chia tay luôn cái cuộc tình luôn đó hả? Con trai đi ăn phải trả tiền cho con gái là cái chuyện đó bình thường. Dạ thì em trả bình thường nhưng mà tại cái em tức cái lời nói đó thôi. Không có tức gì, mai mốt mà bạn gái bên đây nè, bây giờ lên mai mốt ly rủ ảnh đi ăn cũng vậy nữa. Rủ mình mời là tại vì cái chỗ nó ngon, mình lịch sự. À, bữa nay tới nhà, à, bữa nay có quán hủ tiếu đó ăn ngon lắm, đi đi không? Em bao anh đi ăn. Thì ok là đi là cái cớ thôi, nhưng mà đi thì vẫn em trả tiền chứ. Dạ đúng rồi. Đừng có để bạn gái trả tiền chi mấy cái chuyện đó. Trời, cái này là chị không có bên em được đâu. Thôi nói chung chuyện nó qua rồi, mình không khơi chuyện cũ. Nhưng mỗi cái việc mà nó xảy ra, cả đôi bên luôn, ngay cả Ly cũng vậy mà anh cũng vậy, và bản thân chị cũng là người gãy đổ, thì chúng ta phải có cái thời gian chiêm nghiệm lại coi tại sao mình lại bị rơi vô cái tình cảnh như vậy. Yeah. Thường thường người ta nói nè, có lửa mới có khói. Chị nói, chị cũng không sợ em buồn nha Ly. Yeah. Có lửa phải có khói. Yeah, người ta lỗi 10 mình cũng phải có lỗi 8. Yeah. Đúng không? Dạ, đúng. Cái tay đưa lên một bàn tay không bao giờ nghe được cái tiếng vỗ, mình phải hai cái vỗ lại với nhau nó mới ra cái tiếng, đúng không ạ? Dạ. Cho nên mỗi người mình cũng lớn rồi, mình nên suy nghĩ, chiêm nghiệm, rút ra những cái gì đó cho cái bản thân mình, để sao để cho cái cuộc tình mới của mình nó trọn vẹn hơn, đồng ý không? Rồi em nè. Dạ. Có điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ thưa chị Cát Tường, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, siêng năng, chịu khó và biết kính trọng mọi người. Và em có cái tính thương người. Rồi còn điểm yếu của em thì em dễ khóc và em cũng mau giận, nhưng mà cũng mau quên lắm chị. Tới cái phần bây giờ tìm kiếm tình yêu nè, bây giờ em muốn tìm một mẫu người vợ tương lai mình là người như thế nào? Người mẫu tóc dài. Rồi gì nữa? Cao 1m55 trở lên. Gì nữa? Chị nặng 48kg trở lên. Rồi, đúng con số vậy luôn hả? 1m55, 48kg luôn hả? Rồi, gì nữa? Hết rồi. Chắc chưa? Chắc. Rồi, còn em thích một mẫu người chồng tương lai nhìn mình là người như thế nào? Dạ, thưa chị, em thích hình thức thì em cũng không có quan trọng lắm. Em chỉ thích mẫu đàn ông sống thêm tình cảm, gia đình và hiểu em, công việc ổn định, nói năng thì lịch sự, nho nhã và biết kính trên nhường dưới, vậy thôi. Rồi em đoán thử coi, em cao mét mấy? 1m68, 50kg. Chỉ có 50kg hả? Đúng là ốm hơn tôi trời. Kiếm đi ảnh nó trọng á. Còn bên đây em tìm đi. Trời ơi đông gái. Một cô gái trong ba cô này em lựa đi. 1m55, nặng 48kg coi có không. Rồi nhưng mà cô đó không có tóc dài à nha. Anh nào? Tại sao chọn anh đó? Tại vì em thấy số ký của ảnh rất là nhỏ nên em đoán anh này. Rồi cầm đi, để tôi mở cửa trái tim luôn coi. Rồi mời hai anh chị nhìn về phía trái tim này nha. 1, 2, 3. Sao ạ? Rồi vậy là em chọn đúng luôn rồi. Đúng là mà đúng. Ủa em thấy giống mà chị. Đúng là mà đúng. Em thấy giống anh đây nè. Sao anh nói mà đúng được? Rồi mình đúng không em? Đúng. Chúc mừng bạn trai đã đoán đúng ha. Rồi em sai rồi nha cưng nha. Em có quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh nhiều nha. Em cũng có một món quà tặng cho anh nè. Đây là tất cả những cái gì mà em muốn nói đó, em đã niêm phong ở đây hết rồi. Em cảm ơn. Người ta vui quà mình cũng vui chứ. Dạ những món cô gái thích. Anh chú đáo hơn em đó chị. Chú đáo hơn em ha. Hai bên chú đáo hơn em ha. Chính giữa một cái hộp có một chiếc nhẫn rất là xinh. Mà nó nghe nè, đi ăn dẫn mà gái đi ăn trả có 70.000 mà tiếc, nhớ tới giờ mà sao sang trọng quá vậy, tặng bạn gái quà nhiều quá vậy em.
Em nói tại vì cái lời nói á, khi mà mình nói ra được á, thì mình phải làm được. À, có em tức cổ nói cổ bao mà cổ không bao, bao thôi đúng không? Bao. Ờ, chứ không phải là tại vì tiếc tiền bạc gì hết đúng không? Đúng rồi. Rồi hiểu rồi, mấy mốt ngàn nhớ nói bao là phải bao. Còn hôm nào không bao thì chỉ rủ thôi, anh đi ăn chỗ đó hay là anh dẫn em đi ăn chỗ đó chỗ kia. Nhớ nha, con người ta thẳng thắn thật thà, nói là phải làm. Vậy cũng là một cái cá tính hay đúng không em? Dạ. Rồi, thôi quyết định vậy đi. Rồi bây giờ thì em tự tin lên xíu, nhìn thẳng cô gái ấy rất là dễ thương nè, đôi mắt ngấn lệ nhưng nụ cười rất xinh. Tường sẽ cho hai bạn ít phút thời gian trò chuyện với nhau rồi Tường sẽ quay lại. Bây giờ Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn rất là ngon của nhà hàng Fumer. Xin mời. Rồi, xin mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất ngon và rất đặc biệt nha. Đây là món cơm hấp của Nhật. Dạ. Chắc là hai bạn chưa ăn thử lần nào đúng không? Dạ chưa. Bây giờ mình ăn thử nha. Ăn ngon, trò chuyện tâm sự với nhau. Tự tin lên nha em. Dạ. Mình chủ động, mình là đàn ông nha. Dạ. Nha. Dạ. Rồi, chút xíu chị Tường quay lại liền. Mời hai bạn ngon miệng. Dạ, cảm ơn chị. Ừ, ăn đi em. Em mời ăn nha. Xin mời em. Ở nhà anh có hay đi chơi không? Anh ở nhà cũng ít có đi lắm. Chỉ có tối đi uống cà phê xong rồi về nhà ngủ à. Anh ít nhậu mà anh có biết hút thuốc không? Anh có hút thuốc, cũng hút cũng ít. Một ngày cũng 6-7 điếu. À, dạ được rồi. Anh có ngại khi làm bạn với em không? Thì cũng đâu có gì đâu ngại. Anh có được nghỉ cuối tuần không? Nhiều khi lúc nghỉ, nhiều lúc không. Nói chung là chủ nhật của anh nhiều lúc cũng phải đi làm. Nói chung nhiều khi ban đêm cũng có đi nữa. Là tăng ca. Anh làm công việc của anh là làm tự do. Ví dụ nhà đó điện nước đều hư á, ban đêm hay gì đó, người ta kêu mình tới mình sửa cho người ta. Vậy cũng được. Ở nhà em có mấy anh chị em? Dạ 6 anh chị em. Em là gái út trong nhà. Còn nhà anh thì có 2 anh em, anh với nhỏ em gái thôi. Em gái anh thì có chồng rồi, có con, mới có con. Dạ. Ba mẹ em ở nhà làm cái gì? Dạ mẹ em trước đây là buôn bán. Bây giờ mẹ em lớn tuổi rồi. Mẹ em nội trợ thôi anh. Với trồng rau, trồng tráng vậy đó. Dạ. À anh có khi nào lên Bảo Lộc chơi chưa? Anh có đi xa lắm. Anh chỉ có ví dụ đi làm xong rồi về uống cà phê xong rồi tới cỡ 10 giờ về ngủ. Chứ vậy anh... vậy cái động lực nào mà khiến anh lại đăng ký chương trình này? Lớn tuổi rồi thấy như vậy đó, mình nên tìm bạn cho mình thích hợp với nhau rồi đi tới hôn nhân. Cũng may, tại vì thường thường em thấy đàn ông mà có tí tuổi như anh thì cũng làm biến đi tìm mà bạn gái đó. Món ăn này ngon không anh? Dạ ngon. Mình ăn thử cái món cơm Nhật này lần nào chưa? Dạ mới ăn lần đầu. Mới ăn lần đầu nhưng mà ăn được đúng không? Dạ. Hợp khẩu vị đúng không? Dạ. Rồi, nãy giờ anh có dám nhìn em cái nào chưa? Dạ có, nhìn chăm chăm đúng rồi chị. Vậy hả? Trời ơi, vậy là em hên quá. Từ đầu giờ anh không dám nhìn chị một cái nào tại luôn. Tại vì em bắt anh phải nhìn em mà. Vậy là em hay rồi đó. Nãy giờ thật sự là chị cũng dành diễn đàn cho em nhiều hơn. Nếu em có hỏi về hoàn cảnh của ảnh chưa, ảnh cũng là gà trống nuôi con. Dạ. Đó, rồi đang sống với mẹ nữa. Ví dụ như theo như em nghĩ thì mình tìm hiểu nhau bao lâu thì nếu mà hợp thì mình có thể tiến tới với nhau được? Dạ nếu mà tìm hiểu với nhau thích hợp khoảng chừng năm trở lại gì đó mà mình tính tới. Cổ thì cũng có 2 con nhỏ riêng thì em nghĩ nếu lấy nhau thì mình sẽ sống như thế nào? Dạ cái đó để mình thương lượng với nhau. Thương lượng là thương sao? Nếu mà lấy nhau thì dĩ nhiên là con cũng phải theo mẹ. Thương mẹ phải thương con. Kiểu chuyện đó là phải đương nhiên. Chứ người ta mới chấp nhận mình được. Em 10 năm gà trống nuôi con, vậy cái khó khăn nhất của em là cái gì? Cố vượt lên chính mình để mình tự bước tới, bước tiếp. Thôi bây giờ thì chị ra ngoài chị cũng thấy là hôm nay tụi em đi theo đều có gia đình đi theo. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ mời gia đình của hai bạn vào để mình cho một chút xíu ý kiến ha. Để coi người ngoài nhìn vào thì thấy như thế nào. Bây giờ Tường xin phép ạ. Dạ mời cô vào đây ạ. Con gái vô đây cưng. Dạ. Dạ chào cô. Dạ. Dạ cô là mẹ đúng không ạ? Dạ em là mẹ của Tấn. Dạ mẹ của Tấn. Còn em là... Em gái. Em gái, em ruột. Dạ không, dạ, em là con. Rồi. Bây giờ cho Tường hỏi cô trước nha. Hôm nay nãy giờ cô ngồi cô lắng nghe câu chuyện của con trai mình với bạn gái bên đây thì cô có nhận xét như thế nào? Con em nó muốn ở đâu thì em cũng chịu ở đó. Dạ, nhưng mà thật sự Tường cũng muốn cô chia sẻ một xíu là trong suốt những cái thời gian mà cô hỗ trợ Tấn á mà nuôi cháu thì có vất vả cực khổ lắm không cô? Nói chung khó khăn lắm không cô? Cũng vất vả. Thì Tấn nó đi làm thì nhà mình phải coi nó hoài. Một tay cô làm đúng hết. Rồi. Chắc cháu đeo cô nhiều hả ông con? Cái gì cũng đi chơi cũng mẹ bà nội
Thì ví dụ làm gì, quần áo gì là bà nội làm hết. Tay bà nội lo hết. Lo hết, ăn uống của bà nội lo luôn. Dạ. Vậy đó. Nhưng hiện tại bây giờ thì cuộc sống của cháu như thế nào rồi con? Nó thì nó đi làm được. Bây giờ con hỏi thiệt, Tường hỏi thiệt cô nè. Ví dụ bây giờ trường hợp mà phải cái duyên đó, và khi hôm nay đến với bạn gái bên đây thì nãy giờ cô cũng nghe hoàn cảnh bạn này cũng đang còn có hai con nhỏ cũng gãy đổ như vậy, thì thật sự con nói thật, hỏi thật lòng là cô có ngại hay là có lo lắng cái điều gì không? Nói chung mình cũng thấy con nó nhỏ thì cũng kỹ thời tội nghiệp, nhưng mà nếu mà nó thương thật sự thì từ từ thì mình cất nhà lớn lên rồi mình cho tụi nó về ở cũng được. Dạ. Chứ nếu mà biết sống với cha với mẹ với hòa thuận gia đình đó thì tốt. Dạ. Tự gì ở nhà hay có đứa em gái nữa. Dạ. Hồi xưa đến giờ chưa bao giờ gây lộn. Dạ. Ví dụ người chịu này thì người chịu kia vậy đó, cho nên sống phải hòa thuận mới biết với nhau. Dạ. Không có hỗn. Nếu mà hai bạn mà yêu thương nhau thì cô cũng đồng ý đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, cảm ơn cô ạ. À. Em chào cô một câu, em muốn nói gì với cô không ạ? Mẹ chào bác chào con. Dạ, con chào cô. Con cảm ơn cô rất là nhiều vì đã thương và thông cảm cho con. Dạ, rồi đó là hôm nay cái gặp mặt như vậy thôi. Còn cái chuyện thật sự đó là mình hỏi thôi. Dạ. Còn cái chuyện tình duyên của hai bạn là hai bạn nó sẽ tự quyết định, đúng không ha? Dạ. Thế còn em gái thì sao? Nãy giờ nghe câu chuyện của hai anh chị này thì em nhận xét như thế nào? Mình là một người trẻ nè. Thì nói chung ở nhà thì em ít khi nào thấy chị khóc lắm. Ừ. Bình thường là chị vui tươi, dễ thương lắm. Không có biết là chị có nhiều cảm xúc mà chị giấu á. Mà nói chung là bây giờ thì nếu mà anh chị cảm thấy là mình có thể cho nhau một cơ hội á, thì hai người có thể gắn bó với nhau được không, thì em ủng hộ chị Ly. Em cảm nhận là anh này có phù hợp với chị Ly không? Em thấy anh cũng hiền lắm, nhưng mà ít nói. Còn chị thì ở nhà em hoạt bát nói nhiều lắm, nên em nghĩ là hai anh chị có thể bù trừ lại cho nhau á. Rồi, cảm ơn em. Và cảm ơn ý kiến của cô ạ. Một vài cái ý kiến để cho hai bạn có thể tham khảo thêm, để một lát nữa mình có thể đưa ra cái quyết định mình cho đúng đắn. Dạ, cảm ơn cô. Chương trình có mấy câu hỏi dành cho hai bạn. Mình bóc mỗi người một lá, rồi mình đọc lớn lên yêu cầu trong này, mình trả lời cho nó vui, cho hiểu nhau nhiều hơn, cho nó gần gũi nhau hơn. Hãy cầu hôn bạn nữ bằng lời tỏ tình thuyết phục đối phương đồng ý làm vợ mình. Nếu chồng cũ, vợ cũ của hai bạn gặp lại có những yêu sách đòi hỏi về tiền bạc, con cái hay nối lại tình xưa, bạn xử lý ra sao? Rồi, bây giờ em trả lời câu này trước rồi anh sẽ thực hiện cái điều chương trình yêu cầu. Dạ, nếu mà trường hợp đó rơi vào em luôn đó thì em rất là thẳng thắn. Và em cũng đã từng nói với chồng em là bây giờ anh có xây cho em 10 cái biệt thự em cũng không bao giờ quay lại với anh. Bởi vì em đã chịu đựng rất là nhiều với em, anh cho anh rất là nhiều cái cơ hội nhưng mà anh không có nắm lấy. Cái quan trọng là anh ở với em chưa có một lần em có cảm giác an toàn khi ở bên anh hết. Thà em đến một người nghèo mà họ mang lại cho em cảm giác an toàn và tình cảm nó vơi đầy á, em vẫn chọn cái người đó. Con cái thì đã nói rõ toàn rồi đó chị, thì mình thương lượng sau đó cho nó hợp lý thôi. Tiền bạc thì tụi em không có gì phải không dính líu gì hết. Dạ, không dính líu một cái gì hết. Cách giải quyết như vậy hợp lý không em? Dạ. Rồi bây giờ tới phiên em. Sao anh không có nói gì vậy? Em cảm ơn anh nha. Cảm ơn hai bạn. Em cảm ơn anh. Rồi, về chỗ đi ạ. À. Thấy em là có xúc động đó. Dạ, cũng... Em đang nghĩ gì khi lúc đó, ngay khoảnh khắc đó em nghĩ điều gì? Dạ, tại vì ảnh khác với những gì em nghĩ. Em nghĩ là chắc ảnh sẽ nói với em vài câu trước. Rồi ảnh mới... Tặng nhận. Dạ, đúng rồi. Em có nghĩ là anh quỳ xuống không? Dạ, không luôn. À, em chỉ nghĩ là nói cái gì đó rồi đưa nhận thôi. Dạ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi cho nên thì... em mới có một chút gì đó nó rung động. Em nghĩ là em đang làm việc đó là vì chương trình yêu cầu, hay là em có lồng chút cảm xúc nào của em vào đó không? Dạ, cũng có chút đỉnh. Rồi, thì bây giờ vậy nha, hai người nhìn thẳng vào nhau đi ạ. Thời gian dành cho hai bạn cũng khá nhiều rồi, đủ để chúng ta hiểu rồi. Tại vì cái chương trình hẹn ăn trưa chỉ là chương trình để tạo cơ hội cho chúng mình mai mối, để mình đồng ý mình có bấm nút hẹn hò với nhau hay không thôi. Yeah. Chứ không phải là đủ thời gian chúng ta có thể tìm hiểu hết con người của nhau. Nó phải trải qua một cái thời gian dài, đúng không ạ? Dạ. Thì hôm nay hai bạn suy nghĩ lại thật kỹ, từ nãy giờ mình đã trao đổi những cái gì. Chúng ta cảm giác nếu mà có sự rung động và nghĩ rằng đối phương có thể là một cái người mà mình đang đi tìm kiếm thì mình bấm nút thật mạnh xuống. Còn nếu mình cảm giác không có một cái cảm xúc gì hết, hay là mình nghĩ rằng không, cái người này không hợp với mình đâu, thì thôi, mình không bấm nút.
Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian, chị hỏi em gái trước, tại sao em không bấm? Dạ thưa chị, em thấy ảnh cũng hiền lành đó, mà cũng chịu khó. Nhưng mà em cũng không có, ảnh không có mang lại cho mấy cảm giác an toàn. Tại sao em lại không bấm nút chọn cô gái này? Thì em thấy bạn nữ cũng được, cũng tốt. Nhưng mà em thấy là nếu mà em không làm đủ trách nhiệm, không làm tổn thương người bên cô gái bên kia, cho nên em không có bấm nút. Có phải vì hai đứa con còn nhỏ quá, em sợ ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng không? Dạ đúng rồi. Đó, em cũng nghĩ giống như ảnh luôn đó chị. Thôi được rồi, mời hai bạn đứng lên. Dạ. Mặc dù hôm nay là hai bạn cũng là chưa có thành đôi ha, chị Tường cũng không làm tròn cái vai trò mai mối của mình, nhưng mà chị Tường cũng rất vui vì thật sự chị cũng đã cố gắng hết sức, và ít nhất thì em cũng được giải tỏa cái nỗi lòng của mình ngày hôm nay ha. Rất là vui khi em tham gia chương trình, và chị cũng chúc cho em, một người mẹ đơn thân hiện tại đang phải nuôi hai con, thì được nhiều sức khỏe và luôn luôn mạnh mẽ, cố gắng hãy nghĩ đến con mình và cái tương lai tốt đẹp của mình phía trước để cố gắng thật nhiều. Cảm ơn chị Tường. Ừ, cảm ơn em. Dạ, tôi là Thới Đình Chương. Sinh năm 1987. Anh nói chậm chậm anh nhé. Dạ. Thới Đình Chương sinh năm 1987. Tiếp tục là công việc. Dạ, vậy cái tài của em là lái xe dịch vụ ạ. Lái xe dịch vụ, cụ thể hơn cho em là anh mô tả dùm em nào, cái lái xe dịch vụ của anh là dịch vụ bên nào hay như thế nào để vẫn hình dung đây. Dịch vụ là chở khách đi tỉnh anh. Xe của mình hay là xe của bên công ty? Dạ xe thuê anh ạ. Xe công ty. À, trung bình thu nhập của anh? Dạ, một tháng tầm 12 đến 14. Rồi ok anh. Hiện tại đang ở đâu? Dạ, đang sinh sống ở đầu viện tại thành phố Hồ Chí Minh. 473 Hồ Ngọc Lãm. Quận mấy anh? Phường An Lạc, quận Bình Tân anh. Bình Tân rồi, quận Bình Tân. Quận Bình Tân. À, dạ. Anh đang ở trọ hay là ở như nào? Dạ ở trọ. Ở trọ cùng ai không anh? Dạ ở một mình thôi. Rồi. À, quê mình ở đâu anh chưa ha? Dạ quê quán là Quảng Ngãi ạ. Trước giờ anh đã từng kết hôn chưa? Dạ có đổ vỡ một lần ạ. À, có cháu là không ạ? Dạ chưa có con. Chưa có con. Dạ. Rồi ok. Chia sẻ cụ thể và chi tiết hơn, kể cho tụi em nghe về cái mối, về cái cuộc hôn nhân của anh nhé. Là chia sẻ. Vâng vâng, thì anh với chị yêu nhau được bao nhiêu năm? Lý dạ. do tan vỡ là gì? À dạ, hai đứa yêu nhau cũng sau cưới nhau thì khoảng 8 năm. Rồi ok. Lý do đổ vỡ là làm ăn bị thất bại anh. Vậy là hai vợ chồng cùng chung đường hướng để mà làm ăn. Dạ đúng rồi. Cùng góp ý với nhau để mà làm ăn. Dạ đúng. Vâng, nhưng mà thất bại. Thất bại thì lúc được nhận. Đợt gì cả. Thế tại sao mà mình đã cùng nhau để mà làm ăn rồi mà sao bị đổ thất bại mà mình lại phải chia ra? Ai là người đề xuất ở anh? Dạ hai người đề xuất ra luôn. Lúc giai đoạn đấy thì anh cảm thấy như thế nào mà anh chị phải buông tay nhau? Dạ không có cãi nhau, không có gây thắng nhau gì hết. Hai đứa tự giải thoát cho nhau thôi. Tại vì cảm thấy làm ăn gì quá mà không được á. Rồi à, thì đấy, cảm thấy là làm ăn nhiều quá mà không có được ấy. Nhưng mà quan trọng cái em thì em nghĩ đơn giản là mình sống với nhau vì tình yêu mà, nhưng mà tại sao mà vì cái làm ăn kinh tế mà nó lại ảnh hưởng đến mà đến nỗi là phải giải thoát cho nhau này kia, thì cái lý do là nó như nào, là vì làm ăn xong bị tiêu cực hay sao? À dạ đúng rồi, với lại còn thêm vấn đề nữa là không có con á.
vấn đề không có con. Anh chị đi khám chưa? Lý do là do người phụ nữ hay là do anh? Dạ, do người phụ nữ. Dạ. Rồi, thế vậy thì không không có con thì anh không chấp nhận được hay sao hả anh? Dạ, không phải là không chấp nhận, nhưng mà thì cả hai đều tự giải thoát cho nhau thôi, chứ không có gây, không có gây khổ đau, không có giận nhau gì hết, là chia tay trong êm đẹp. Dạ vâng, chia tay nó ok nhá. Ok, bây giờ anh nói cho em về cái mẫu hình của anh ha. Anh mong muốn tìm một người như thế nào, anh đi từ ngoại hình đến tính cách chi tiết để mà cho chương trình kiếm cho anh cái người phù hợp ha. Dạ thì nhờ chương trình là thì kiếm người nào cũng được, nhưng mà từ 2 tuổi là tuổi Tý, với lại tuổi Tý tuổi Ngọ. Trừ 2 tuổi là Tý và Hợi. Ngọ. Tý và Ngọ rồi. Anh tuổi mẹo. Tý Ngọ mẹo đậu. À. Đúng rồi. Với lại không lớn quá mà cũng không nhỏ quá. Thì cái độ tuổi đó anh quy định là bao nhiêu? Từ 30 đến 38 rồi. Rồi. Công việc nghề nghiệp của người ta như thế nào? Dạ, như thế nào cũng được, không quan trọng lắm. Thế về thất nghiệp về nhà lộ trợ vào cho anh đó không? Dạ được rồi. Anh nuôi được không? Dạ nuôi thì cái vấn đề nuôi thì cũng hơi khó, nhưng mà anh mong muốn cái người đó là như nào thì phù hợp với mình. Dạ, thì cái công việc của người ta thì việc làm thì cũng có để mà phụ giúp. Rồi quê quán vùng miền của người đó thì ở đâu thì hợp lý với anh? Dạ ở đâu cũng được. Thế anh yêu xa được hả? Dạ được anh. Anh nói đi, anh cứ nói. Dạ làm rẻ được luôn anh. Làm gì? Làm rẻ. À anh làm rẻ được. Rồi còn yêu cầu gì về bạn gái nữa không? Là mẹ đơn thân vẫn được luôn. À có con thì có vấn đề gì không? Mẹ dạ sẽ phải nuôi con. Dạ đúng rồi. Ok. Còn gì nữa không anh? Có điều gì anh không thích ở người con gái không? Là không xăm hình nữa. Không xăm hình. Dạ. Là chỉ có nhiêu thôi. Không xăm hình. Rồi. Ok, em cảm ơn anh. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên để làm quen đấy. Thì các tìm chương trình sẽ tìm người phù hợp, nếu mà kiếm được thì sẽ có người liên hệ với anh nha. Dạ. À, dạ vâng. Dạ. Em rồi. Em tên Nguyễn Thanh Thương, sinh 15 tháng 9 năm 1992. Rồi, tiếp tục. Quê quán Thái Bình. Hiện tại Thương đang ở đâu? Em ở tỉnh Bình Phước anh. Ok. Đang ở Bình Phước. Bạn làm công việc gì? À dạ em làm tóc nữ anh. Làm tóc nữ. Rồi. Thu nhập bình quân của mình là bao nhiêu? Nó tùy theo thời điểm anh ơi. Trung bình. Anh lấy cái trung bình ha, lấy theo từng mức tháng lương. Trung bình. Trung bình tầm mười mấy triệu anh ơi, tầm 15 triệu. Rồi. Chị, bạn là một người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Vẽ thôi anh. Điểm mạnh điểm yếu á? Điểm mạnh của em là điểm mạnh của em là thích kinh doanh, là làm ăn. Và làm ăn. Yếu của em là bất ước. Thấy người ta vô em làm tóc á, em thấy người ta bảo là tự nhiên em muốn cho người ta tiền với mua gạo cho người ta luôn à. Người
thật rồi. Hay vậy á. Ok. Trước giờ bạn có mấy mối tình? Dạ em có gia đình anh. Mà em chia tay lâu rồi. À, đã từng đổ vỡ. Có con không ạ? Dạ có một đứa, dạ có con. Có cháu mấy tuổi đang ở đâu ạ? Dạ anh ở chung với em luôn á, anh ở từ nhỏ lớn với em luôn, năm nay lên lớp 3. Năm nay lớp 3. Dạ 8 tuổi. 8 tuổi. Dạ. Rồi. Hai anh chị sống với nhau được bao nhiêu lâu mà lý do chia tay là gì? Nếu mà lý do chia tay á, giờ em cũng chưa biết nữa. Tại vì em nghĩ là do là không hợp với hai nữa. Thì công việc em nhiều quá, em mất chăm sóc cho người phụ nữ của em. Nên ở nhà họ tự đi anh ơi. Lúc cái thời điểm mà chia tay đấy là anh làm công việc gì? Dạ em làm sách nữ rồi chứ em đi mua cây, mua cao su. Rồi người phụ nữ. Thế là cô ấy ở nhà, cô ấy, tự động cô ấy buồn quá rồi cô ấy đi thôi. Dạ đi về ngoại chơi, xin đi về ngoại chơi tầm nửa tháng một tháng thì em xong rồi em đi công việc về em hỏi ba mẹ em sao đi thì nó nói nó đi không về nữa, xong rồi nó viết viết đơn lên tòa, xong rồi nó viết ở trên tòa là nó không chu cấp không nuôi con vậy thôi. Từ lúc đó mà em cũng không gặp vợ em nữa. À, không chu cấp không nuôi con. Dạ mà hai vợ chồng cũng chẳng cãi vã mà chẳng đánh nhau, chẳng chửi với bố với ai hết á, tự vậy à. Rồi thế vậy là mẹ của em bé nó cũng chả gặp lại em bé nữa hả? Dạ không anh. Dạ, hai anh chị sống với nhau là bao nhiêu lâu? Dạ sống với nhau năm nay nó 8 tuổi mà ly dị được 3 năm, hơn 3 năm nữa. Dạ vâng. Nghĩa là anh ấy ly dị được hơn 3 năm rồi. Năm nay năm thứ 3 rồi. Rồi. Ok. Nhà vợ ở đâu mà sao người ta lại không có qua lại hay như nào nhỉ? Con cái nhỉ? Nhà cách nhau, nhà em ở Bình Phước, nhà bé đó cũng ở Bình Phước luôn mà không có qua lại, ông bà ngoại cũng không ai qua lại luôn, chẳng thăm hỏi luôn, từ lúc mà đi học mẫu giáo cho đến giờ học lớp 3 luôn cũng không gặp. Mà có cháu mà không gặp đúng không? Dạ, bên ngoài. Chứ em cho gặp thường xuyên buôn bọc của Hân Điện cũng không chịu gặp mà. À. Mẹ cháu không gặp đúng không? Dạ. Chắc mẹ cháu chắc có vấn đề gì nên mẹ cháu không có lên thăm cháu. Nghĩa là cái lý do đấy anh cũng đến bây giờ anh cũng chưa biết. Dạ, đến giờ luôn á, từ lúc mà đi lúc ly dị á em cũng không biết luôn. Viết đơn để trên tòa xong hai cha con em ký ngày hôm đó là vợ em nó đi với cái anh nào đi chiếc xe hơi lên ký mà vợ em cũng không nhìn mặt cô luôn, xong mình nó viết đơn nó giật trên đó xong nó kêu em lên ký xong rồi nó lên xe nó đi về luôn. Rồi em hiểu hoàn cảnh rồi. Thì bây giờ anh mong muốn chương trình tìm cho mình một cái mẫu hình như nào anh ha? Dạ biết về quản lý tiền xá rồi biết chăm sóc chồng con đã từng thấy là ok quá. Thế cái tiệm tóc nữ bây giờ là mình là chủ tiệm hay? Dạ em là chủ anh, em đang ở tiệm em luôn nè. À chủ tiệm tóc rồi, nói chung là quản lý tiệm. Vậy thì anh tìm một cô gái chưa có công việc làm xong rồi cho cô làm luôn. Có bây giờ mà một cô gái đổ vỡ cũng được mà không đổ vỡ cũng được thì theo duyên em. Đúng rồi, nhưng mà công việc của người ta thì anh thấy như nào? Tại vì anh muốn là một cái cô gái có thể quản lý tiệm thì cô này phải là công việc chưa có. Dạ công việc có không có em cũng không quan trọng, quan trọng là về thì vợ chồng nó giúp đỡ nhau chứ. Rồi. Em rất là một người phụ nữ là biết cách ăn mặc nè, biết cách ăn mặc mà sang trọng một tí là được, tại vì em làm nghề đó. À. Em làm nghề phụ nữ càng xinh đẹp em càng thích thú. Rồi ok. Còn về ngoại hình sao? Bình thường em. Chiều cao. Chiều cao mập ốm.
bình thường ấy, hợp là được à, em không có cái chọn anh. Rồi anh không thích phụ nữ như nào? À, quản lý mình quá, quản lý trong công việc mình quá nhiều thứ làm nghề đó, em à. Giao tư rồi giao tiếp với khách hàng mà đừng nên quản lý quá. Rồi ok. Ok em Quản, cảm ơn anh Thương nhé. Thì chương trình sẽ tìm được cái người phù hợp, xong rồi có gì sẽ liên hệ với lại anh Thương ha. Dạ. Em cảm ơn chương trình nghe. Dạ. 6 tháng 9 1988 ạ. Công việc nghề nghiệp quê quán anh ơi. À, công việc của em hiện tại đang làm nội thất ạ. Quê của em thì ở Thanh Hóa, hiện tại em đang làm việc ở Bình Dương. Hiện tại đang làm Bình Dương, thu nhập một tháng của anh bao nhiêu ạ? Hiện tại thì thu nhập của em là 10 triệu. Rồi. Thu nhập 10 triệu tháng. Rồi anh Vương là một người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? À, điểm mạnh của em thì biết nấu ăn ạ. Còn điểm yếu thì em thường thường ít khi mà được rè trước đám đông ạ. Rồi rồi rè trước đám đông. Ok. Anh có từng kết hôn chưa? Đấy, em đang còn độc thân anh. Trước giờ anh có mấy mối tình rồi? À, em trải qua 2 mối tình anh. Mối tình sâu đậm nhất là bao nhiêu lâu ạ? 2 năm. Lâu nhất là 2 năm. Rồi. Thì mối tình đó tại sao mà chia tay? À, tại vì không hợp nhau, người ta còn nhỏ tuổi quá nên là chia tay. Sao anh nói cụ thể hơn dùm em, tại sao lý do sao là cái cuộc tình đó mình lại chia tay, vì lý do gì? Có nghĩa là mình lớn tuổi hơn người ta nhiều quá ấy, nên là thấy không hợp ấy. Bạn là sinh năm bao nhiêu ạ? Bạn đó sinh năm bao nhiêu hả anh? Alo? Dạ vô em nghe anh ạ. Bạn đó sinh năm bao nhiêu mà lớn tuổi hơn ạ? Ý là em lớn tuổi hơn người ta, người ta sinh 2003 anh. À. Người ta nhỏ tuổi hơn mình quá nên là không hợp nhau ấy. Rồi, bây giờ anh mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? À, em muốn tìm một bạn gái độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi anh. Mẹ đơn thân cũng được. Có con thì sao? Em thích mẹ đơn thân, có con cũng được. Rồi, anh thích mẹ đơn thân luôn. Rồi, thích mẹ đơn thân. Ở ngoại hình thì sao, chiều cao như thế nào, mập ốm là sao? À, ngoại hình thì không quan trọng đâu. Chiều cao thì cũng đừng có cao quá, tại vì mình cũng hơi thấp. Anh mét mấy nhỉ? Em có mét 6 anh. Anh có mét 6 sao? Vâng. Là anh mét 6, rồi. Ờ, mập hay ốm hay gầy hay sao? Em hả? Bạn gái đang hỏi về mẫu em... người mà. Mẫu người bạn gái bạn của anh. Gái. Bạn gái thì người bình thường thôi. Công việc của bạn ấy như nào thì phù hợp với anh? Công việc của bạn ấy có thể là làm công nhân cũng được. Rồi. Bạn ấy ở tỉnh thành nào thì phù hợp để anh nhận hò? Là nếu mà hiện tại em ở Bình Dương thì Bình Dương cũng được, ở ngoài Bắc cũng được. Ngoài Bắc cũng được. Ngoài Bắc thì phải yêu xa. Tại vì em ở quê ở ngoài Bắc nên em có hay về Bắc. Nếu rồi. Ở Bình Dương thì càng tốt đấy. Rồi ok. Em cảm ơn anh Vương nhá. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên. Thì nếu mà tìm được cái người phù hợp với lại những tiêu chí của anh thì chương trình sẽ liên hệ lại ạ.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị. Rồi. Công việc hiện tại là lái máy công trình. Lái máy công trình, em muốn hỏi cụ thể là máy gì anh? Máy gì mình cũng lái ạ, máy đào, máy ủi, máy trục lật, rồi là lái xe, làm hết ạ. Vậy thì đi công trình như này thì có phải đi nhiều ngày không, hay là mình ở nhà thường xuyên hay như nào? Em nghĩ là đi công trình thì phải đi nhiều ngày á. À, đúng rồi, tùy theo, là nếu mà mình đi làm xã thì mình ở lại công trường, còn làm gần nhà thì mình sáng đi tối về. Cũng là tùy theo công trình. Ừ đúng rồi. Thu nhập mà bình quân của mình là nhiều. Thu nhập thì tôi khoảng 10 triệu thôi, tùy theo, nói chung là tùy theo. Vì ở miền Trung thì phần đa là làm về mùa hè thôi, về mùa mưa thì nắng, đâu có làm được đâu. Thế những cái mà mùa mưa thế thì nghỉ nhà anh? Ừ, nghỉ nếu mình ăn theo lương mà tháng 10 triệu thì họ vẫn trả mà. Nếu mà những cái lúc mà trời mưa thì họ vẫn trả lương? Ừ, nếu đó là mình ăn lương tháng, là ví dụ mưa cả 2-3 tháng thì người ta vẫn trả lương cho mình. Rồi, ok. Thế nếu mà lúc nào mà mình đi làm ấy thì mình ăn lương thì được bao nhiêu? Sao? Nếu mà hôm nào mà mình đang đi làm công trình ấy, cái tần suất công việc có nhiều ấy, thì là tối đa là mình maximum là mình được bao nhiêu tiền? Ừ, thì cũng vậy, với bởi mình ăn lương tháng ấy, nhiều khi là về mùa hè là mình làm phải tăng ca, còn về mùa mưa mình nghỉ thì phải ăn lương. Còn mà nếu mà mình đi làm về mình là ăn lương ngày, thì ví dụ mình làm 8 tiếng về thì ngày khoảng 500 thôi, ăn trưa. Rồi, anh làm con người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Điểm mạnh điểm yếu của mình thì nói chung là mình thì cái gì cũng làm được, nói thẳng nói thật, ghét dối trá thì thôi. Rồi, điểm yếu của anh? Điểm yếu thì nhát gái lắm. Nhát gái à, cụ thể nó là gì? Thì đi chơi con gái thì thường hay nhạt gái, mà chơi con gái gọi là cùng tính, nói thẳng thôi, nói thật đấy. Mà ví dụ yêu một người con gái nào đó đang yêu, mà thấy người con gái mình thích, mình yêu, mà thấy có người khác hơn mình á, thì nó nhạt ra người khác thì những người như thế thì mình không thích, là anh tự chủ động rút lui luôn. Ừ đúng rồi, tình cảm với mình gọi là mình với mình không rằng ép buộc một cái gì cả, tùy theo người mình yêu thích thế nào thì mình chiều theo thế đó, mình không ép buộc. Trước giờ anh có từng lập gia đình chưa? Chưa. Chưa từng lập gia đình. Thế ở Hà Tĩnh bây giờ nhà cửa của mình là như thế nào? Mình có nhà riêng chưa? Chưa có nhà riêng, mình ở với ông bà, vì gia đình mình thì phần đa anh em mình thì lập nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương rồi, ở nhà ở quê mình có mình với ông bà thôi. Gia đình lập nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương? Không không, phải... đó là anh em mình ở Đồng Nai, Bình Dương, còn mình thì ở quê với ông bà, ở quê ở Hà Tĩnh ấy. Ông bà là bố mẹ đấy hả? Ừ đúng rồi. Có mình anh ở với bố. Thế bây giờ vậy là có cái cơ sở là anh em ở trong Đồng Nai, Bình Dương hết rồi, thì ví dụ kiếm được cô nào trong phương Nam này thì có vào được không? Anh cái đó thì luôn. Cái đó thì để mình xem thế nào cái đã chứ. Không, bây giờ là đang trao đổi luôn thì anh như nào chứ, lên sóng rồi anh bảo là anh xem thế nào thì ra xem anh. Ừ, xem thế nào có. Với mình thì đầu tiên phải hợp tuổi, hợp tính, gọi là sống hòa đồng vui vẻ. Đừng rồi từ từ nhá. Rồi bây giờ cái mẫu người của anh là hợp tuổi thì là hợp như nào anh? Hợp tuổi là hợp tuổi với mình ấy. Hợp tuổi đầu tiên là hợp tuổi. Thực ra thì mình... nhưng mà em không biết hợp tuổi với anh là hợp như nào, hay phải lên mạng coi hả anh? Hay như nào?
thì hợp tuổi, vì chẳng hạn như tuổi tuổi gọi là hợp tuổi để mình gọi là hợp tuổi làm ăn này, hợp tuổi ở với nhau, hợp tuổi cái đó tùy gọi là Không, người tuổi. thì bây giờ biên tập người ta đang nói chuyện với anh thì anh list ra một số những cái tuổi mà hợp, chứ em đâu có coi được cho anh ai hợp tuổi với cô nào. Dạ Đúng dạ không? biết rồi cả đó biết rồi, có đâu những cái điều đầu tiên là gọi là hợp tuổi, hợp tuổi gọi là hợp tuổi ở đây gọi là những cái tuổi gọi là đừng cái nữa với mình khác với mình quá, mình thực sự thì trên 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 chứng minh đồ thì sinh năm 82 nhưng thực sự thì mình sinh năm 81. Rồi. Ừ. Bây giờ em hỏi anh về cái tiêu chí đầu tiên ấy là hợp tuổi, để cho mọi người biết đường tìm cho anh thì anh muốn tuổi bao nhiêu? Tuổi thì dư nói thì tuổi tuổi như mình để mình hợp tuổi gọi là khỏi gọi gọi để khỏi về ngã sống ngang nhau thôi, hợp tuổi hợp hợp tuổi hợp tính được được là được thôi, cho mình không cũng không quan trọng lắm. Ngoại hình sao anh? Ngoại hình thì vừa nhìn là được rồi, Như nào là vừa nhìn đây? thì cảm thấy dễ mến là được rồi, không cần gọi là công cao công thấp vừa vừa là được rồi, không quan trọng lắm. Rồi. Tại vì bây giờ anh đang casting ấy mà tất cả các thông tin mà anh không nói cụ thể là mọi người không có tìm được. Thì tỷ lệ mà anh đậu vòng casting không cao. Tiếp đi anh còn yêu cầu gì về bạn nữ Đâu có yêu cầu gì đâu, như từng được rồi. à? Rồi, vậy như vậy là được rồi đúng không? Rồi. Dạ ok, cảm ơn anh nhất nhé. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu làm quen, nếu mà tìm được cái người bạn phù hợp cho anh thì chương trình sẽ liên hệ lại. Rồi rồi, cảm ơn chương Dạ. trình Dạ. nha. Rồi.